Một ngày được 52. Tôi đây làm tập đúng không? Dạ. 85 tuổi. Cái tên là bộ gái cái chính đi nè. Bây giờ thì hai cái chính đi là tế mà đi là đi rửa chứ đi chứ không có cảm giác gì cả. Mà hơn nữa là gia đình thì liệt sĩ nè. Tôi cha mẹ đang đẻ tôi nè, là được 60 con. Thịt cả như lươn chặt tôi nè mà liệt sĩ là người em tôi nuôi em mình nuôi cha mẹ khi em đi bộ đội là hy sinh như được hưởng viên lương liệt sĩ trong cũng trong cái con đi này bị tai nạn rồi bị ở dưới Long Nam gì biến nè như cả nhà do mà hẳn mới dưới hẳn na đó rồi chứ tôi mà biết do mà ai cả. Bây giờ bố đi đâu rồi? Bố đi đâu rồi? Bố đi tí rồi. Đi gai chân. Thank you.